Ban biên tập chân dung bản thơ trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài thơ hay Có một đời như thế. Mời quý vị và các bạn thưởng thức. Cả cuộc đời chẳng biết ghét ai, một lẽ sống mà người trai có được là cẩm nang suốt hành trình đất nước, sống nghĩa tình vun cảm xúc hồng ân. Đó là nội dung bài thơ Có một đời như thế. Kính tặng bố Nguyễn Thu Hải, tác giả Đức Thịnh, diễn ngâm Mạnh Hùng, biên tập video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Đã bao lần cũng chỉ biết gọi thưa, con và bố chưa một lần gặp mặt. Đến hôm nay sao rưng rưng bờ mi mắt, quà bố trao con cảm động vô ngần. Cảm ơn bố cuốn hồi ký thường dân, dưới ngòi bút là hiện thân lẽ sông. Một cuộc đời để bao người xúc động, biết sẻ chia theo phận số ngặt nghèo. Người ví mình như hạt nước trong veo, con suối nhỏ hòa theo dòng sông đục. Tưới phù sa gửi cánh đồng bát ngát, hòa xuôi trong trôi ra biển cuộc đời. Tháng ngày dài còn một chút nghỉ ngơi, chắc may mắn hơn lúc thời xuân sắc. Đời trả ơn sẽ chia điều nhỏ nhặt, bỏ sân si nhãn giá trị tiền tài. Cả cuộc đời chẳng biết ghét ai, một lẽ sống mà người trai có được là cẩm nang suốt hành trình đất nước, sống nghĩa tình vun cảm xúc hồng ân. Chỉ mong sao được gặp bố một lần, được gần gũi một khúc trầm cuộc sống. Nhỏ nhoi thôi giữa cánh đồng vô tận, bởi giang thăng hóa giá trị con